vị trí lớp của mình để tham gia tiết mục cuối cùng. Hát vang bài hát Đường Đến Ngày Vinh Quang. Bây giờ thì Strong Việt Nam đã kết thúc rồi. Thì bây giờ trong Mạnh có những cảm xúc như nào về cái chương trình này? Đối với cá nhân em thì em cảm nhận chương trình Chuyến Trong Việt Nam đã đi cuối chặng đường rồi. Có rất là nhiều cảm xúc đến với những ngôi trường, đến những mái trường thân yêu, gặp những người thầy, người cô và đặc biệt là các bạn sinh viên thân mến rất là tuyệt vời. Các bạn rất là nhiều năng lượng, vui vẻ, tươi cười, đúng với tuổi hồn nhiên, tuổi thơ và tuổi đang phát triển của mình thì kết thúc ở đây thì đó điều rất là tiếc của tất cả cầu thủ Hà Nội. Tuy nhiên thì em rất mong là chương trình Chuyến Trong ở những mùa sau sẽ còn phát triển hơn nữa và để làm sao để đưa tình cảm của những cầu thủ như bọn em đến với cả các em học sinh cũng như là các khán giả hâm mộ cả nước để có thể tạo một niềm cảm hứng lớn cho chương trình Chuyến Trong này. Qua năm ngôi trường rồi thì cá nhân Mạnh có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với bạn? Thực sự thì ngôi trường nào thì cũng có rất nhiều kỷ niệm, những câu hỏi rất là dễ thương, đáng yêu của các em hoặc là những cái cử chỉ các em muốn ôm với anh gần gũi hay là nói chuyện với anh một cách rất là gần gũi và thân thiết thì với em thì đến trường nào thì cũng có rất nhiều cảm xúc. Trường có lẽ là gây ấn tượng với em có lẽ là trường Ecoi vì đã rất là bất ngờ khi tạo cho Mạnh một sinh nhật rất đặc biệt thì đó là ngôi trường cảm thấy rất là đáng yêu. Còn những ngôi trường còn lại thì các em cũng rất là dễ thương và đáng yêu. Lúc đấy thì trong khi mà Mạnh xem lại đoạn clip tổng kết cái hành trình của Strong Việt Nam thì mình thấy cả là Mạnh cảm thấy rất là xúc động, thì không biết lúc đấy Mạnh đã nghĩ đến điều gì? Thực sự thì đúng rồi, những cái việc mà mình đã làm trải qua thì khi xem lại video mà tổng hợp lại chặng đường của Strong Việt Nam thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Thì có những hình ảnh rất là đáng yêu, những cái ôm mình dành cho các em học sinh hay là những tình cảm của các em gửi đến các anh bằng những lời hâm mộ hay là những ánh mắt rất là thân thương để gửi đến các anh thì đó là một động lực rất là lớn để các anh cố gắng trong chặng đường tương lai và cố gắng phát triển bản thân. Cống hiến hết mình cho câu lạc bộ đá Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung để có thể mang lại thật nhiều niềm vui hơn nữa cho người hâm mộ. Ok.